Đây rồi, đây rồi. Một thanh niên đang chạy này. Hình như là bọn nữ. Mình đang không cầm súng xa các bạn ơi, nên là mình phải dí gần. Đấy, các bạn thấy không? Hai viên vào đầu, nhưng mà hơi yếu. Ô, hai bạn ngộ không luôn cơ à? À, đúng như mình đúng rồi à? Ghê đấy. Ghê vậy sao? Rồi, còn một bé đang cầm shotgun kìa. Đây. Như thế này thì mới bắn được nè. Đấy, các bạn đã hiểu như thế nào là giữ khoảng cách chưa các bạn? Tức là các bạn sẽ phải đứng ở cái khoảng cách mà sao cho cái thọt răn á nó không gây đam được các bạn, nhưng mà các bạn vẫn gây đam lại được địch. Thì như thế gọi là giữ khoảng cách nhá. Giống như kiểu là các bạn chơi lên con mobile mà các bạn cầm AD ấy. Đấy, thì các bạn phải đứng làm sao cho các bạn bắn được mà người ta không bắn được. Như vậy thì nó mới phát huy tối đa hoàn toàn cái cây MP40 này nhá. Nói chung là nếu mà luyện được cái này ấy, thì nó sẽ khá là lợi đấy các bạn. Tại vì lúc nào các bạn cũng sẽ ở một cái tâm thế là an toàn hơn so với lại việc gọi là một thọt răn. Một thọt găn thì nó sẽ hơi rủi ro nha. Vì là kiểu như là lúc mà giáp lá cà rồi thì ai hay hơn ở tầm gần thì người đấy ăn thôi. Tại vì lúc đấy là bạn cũng vào tầm ngắm của địch, địch cũng vào tầm ngắm của bạn. Nên là lúc đấy thì kiểu như là hai bạn hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân của các bạn. Còn như bắn MP thì nhiều khi các bạn kỹ năng tầm gần các bạn thua, nhưng mà các bạn giữ vị trí tốt thì các bạn vẫn ăn được người ta nha các bạn nhé.